Thì Khôi xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thiên Khôi. Mình là bác E. Mình Hải Đăng. Đây là Hải Đăng. Và Khôi mới mua được cái lẩu tự sôi. Đây, Thiên Khôi không biết cách làm cho nó tự sôi nên Khôi đã mời Bảo An và bà bé Hải Đăng đến để giúp Thiên Khôi làm cho cái lẩu này nó tự sôi. Tại vì mình thấy là thời gian gần đây mình thấy có rất là nhiều người ăn đồ ăn tự sôi. Tại vì kiểu như là rất là bận á, cho nên mà kiểu như là bây giờ muốn làm nhanh các kiểu, cho nên cái này kiểu như là nó vừa đầy đủ mà vừa nấu được nhanh nữa, cho nên người ta mua đi để ví dụ mình đi picnic chỉ cần có nước một phát là nấu là được liền. Đúng rồi. Thà ăn mì gói thì ăn cái lẩu tự sôi này. Chất lượng. Chất lượng. Cho nên hôm nay tụi mình sẽ ăn thử cái lần đầu tiên mình ăn luôn. Giá tầm từ khoảng 100 đến 200 ngàn. Đúng rồi. Đây, trung bình là 135 ngàn. Nhưng mà Thiên Khôi mua đó. À, em nói gì? Nói đi. Nói xin chào mọi người, mình mấy tuổi? Mình 5 tuổi. 5 tuổi. Lẩu không? Em thích lẩu không? Hả? Em thích lẩu. Tại sao em thích ăn lẩu? Lẩu cá cơm. À, lẩu cá cơm. Lẩu cá cơm. À, lẩu cá cơm. Ăn lẩu có mập không? Ăn lẩu có mập không? Không. Tại vì ăn lá không có mập. À. Mình ăn rất là hát não. Nhưng mà sao? Ok, giờ mình sẽ đập hộp cái lẩu tự sôi này nhé. Ok, mở đi, okay, mở đi. Thôi giờ mình mở này. Em mở đi, cho em làm. Wow. A few moments later. À, đây mới là cái gói mà nó tự sôi. Đúng rồi. Cái gói này là mình sẽ đổ nước vô xong rồi nó sẽ tự sôi. Nó có nhiều cái chất hóa học mà. A few moments later. Đây là bông cải này, cà rốt và đây là thì không biết cái này gọi là gì nhưng mà ăn nó rất là xinh xắn, rất là giòn giòn. Nó ra cái mùi hơi kiểu xăm xăm và hơi chua chua. Quá. Ban nói cái này cay thì Khôi không tin mà giờ thì Khôi đã lật bình ngữ và đã tin cái này là lẩu cay. What? Cái này hình như chả cá. Cái này là chả cá. Chúng ta đầy đủ lắm. Ồ, cái mùi kiểu mùi canh đó. Mùi canh nhưng không tanh nha. Đây, em thử coi. Mâm canh. À, đúng rồi, mùi canh. Đây, em có mùi canh nè. Không, không cần, không cần. Không có gặp luôn mọi người. À, đây, đổ tới. Đổ tới cái, ở dưới cái dấu. Cái mùi canh đó. Thông minh. Kinh nghiệm ăn mì lâu năm. Là mình phải đổ cái nước tới cái vạch này. Như ba hả, nó rồi. A few moments later. Không sao đâu, mình mới 1 phút mà em còn khoảng. Trời, nó nhiều 1 phút nữa. Cái lẩu này chờ 15 phút nó mới sôi. Nhưng mà cái nhà sản xuất này đã kèm thêm một cái bịch bánh. Như là kiểu bịch bánh. Đây là bịch bánh nè. Ăn chờ đợi 15 phút. 15 phút để cho cái này nó sôi. Thôi bây giờ mình ăn cái này thử nha. Nhưng Khôi và Bảo An bóc một miếng rồi, em bóc hai miếng lần ăn luôn. Em này có tương lai. À, em cảm thấy gì khi mà chờ đợi cái lẩu này? Em cảm thấy gì? Ai đói. Ai đói? Wow. Một câu nói mà Bảo An và Thiên Khôi đều đồng ý. Wow. Thôi. Em ăn cái gì không? Cái này nó sôi rồi, Thiên Khôi không ăn nóng quá, khó được nữa. Thiên Khôi sẽ mở này ra luôn. Wow. Bảo An ga lăng quá. Và wow, Bảo An ga lăng quá. Lần trước quay mấy tập Doki thì coi tặng múc không mà giờ Bảo An chắc múc phụ thì thôi. Và wow. Cái nhà nhìn nhá. Miếng này giờ coi còn miếng không Bảo An. Còn miếng cho coi. Không còn ăn đồ ăn. Thôi mà. Chi đồ ra. Đem mà chả cá nha, đây là thịt đó. Ủa, à trời ơi, miếng chả cá bự lặng lẽ ở đây dành cho em nè. Miếng chả cá bự đây. Ngon. Cái miếng này rất là dài. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thịt này hơi bị ngon luôn. Mới đầu tưởng là chả cá và đây là thịt mọi người ơi. Cái lại ăn á, hơi bị giống đồ ăn thiệt luôn. Không phải là đồ ăn thiệt. Nhưng mà nói chung lại đi ăn lẩu luôn á mọi người.
cái này nhớ trời ơi, cái thịt này như là cái thịt bánh bao vậy. Giờ thì con nói hẳn thịt bánh bao rất là ngon, người ta để vô cái lẩu là một ý kiến rất là thông minh. Mình thấy cái lẩu này hơi bị ngon luôn á. Nếu như mà mình thấy cái này có một cái điểm trừ cho cái này là bị miếng, bị miếng hơi bị ít. Nếu như mà các bạn nào mà muốn nhiều miếng, nhiều miếng hay là nhiều mì á thì các bạn chỉ cần mang nhiều nhiều những gói mì bỏ vô mì nó cũng tự sôi luôn. Thì con nghĩ thế bằng miếng thì để một cái mì ramen là một cái điều hợp lý hơn. Nhưng mà không sao, chứ miếng nó cũng có, nó lấy được cái hương vị của cái gói gia vị mà thì cô đã bỏ vào rất là ngon. Giờ thì thử ăn cái miếng bắp này. Ồ, có bắp luôn. Bắp Mỹ. Wow, cái bắp này, bắp này không có ngọt nha, nhưng mà nó có cái vị mặn mặn. Cái vị là lạ. Không hiểu nữa. Nó chua chua hả? Bắp này nó chua chua. Chắc đẹp. Trong cái bịch có gia vị á, trong cái bịch với cái đồ ăn á thì nó chắc nó bị nó bị ngắt. Không, bị lây á, nó bị ngắt. Nói chung á, thì mình thấy rằng là mua cái lẩu này rất là đáng. Nhưng mà có một điều rằng là hơi ít thịt. Nó nhiều chứ, rất là nhiều chắc rau củ như mọi người, nhưng mà thịt thì rất là ít. Cái lẩu này á, mình nghĩ là chỉ từ một người hoặc là hai người, mà hai người, một người ăn ít, một người ăn nhiều mới ăn được thôi. Chứ cái này cũng gọi là rất là ít. Cái này theo tiếng khôi thấy á, là như là ban đêm á, từ từ mình ăn những cái gói mì rồi thì cô cảm thấy nó không có đa sắc. Nhưng nếu mà mình như buổi tối á, mình muốn ăn gì nhẹ thì cho con nghĩ mình rủ thêm một người đó, để đổ nước sôi vô cái mình ăn cái này cũng rất là ngon. Ăn chung với cơm nè, hoặc là ăn chung với giống như là những cái món mặn, giống như là ăn chung với mì ramen. Đúng rồi, hoặc là mình mua chả cá xiên về mình bỏ vô ăn. Đúng rồi. Ngon. Cái nước cũng rất là ngon. Wow. Cũng đã review xong món lẩu tự sôi rồi. Nếu như các bạn thấy thích thì hãy like và share và subscribe thật là nhiều kênh của Bo An, kênh của Hải Đăng, kênh của Thiên Khôi. Và nếu như các bạn muốn mình review một cái món gì đó, hoặc là ăn một cái món gì, hoặc là đúng rồi, nấu cái món gì thì cứ comment, Thiên Khôi sẽ review hết cùng với Bảo An và Hải Đăng. Hải Đăng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.